Điệp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Thời gian vừa qua cũng có nhiều cô chú và các anh chị quan tâm tới lịch phát cơ hẹn lấy mẫu DNA từ IOM và lãnh sự quán. Nên Điệp sẽ cố cập nhật để cô chú và các anh chị đang cần chờ lấy mẫu thuận tiện theo dõi thông tin. Hôm nay, IOM là tổ chức di cư quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh vừa có đợt phát cơ hẹn lấy mẫu DNA vào tháng 3. Xin mời cô chú và các anh chị cùng theo dõi chi tiết. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Có nhiều cô chú và các anh chị cũng thắc mắc là tại sao có hồ sơ cần phải lấy mẫu DNA, còn có hồ sơ thì lại không cần. Thì sau khi hồ sơ bảo lãnh nộp cho Sở Di trú USCIS, hồ sơ được kiểm tra nhưng các giấy tờ kèm theo hồ sơ không đủ giá trị thuyết phục mối quan hệ là huyết thống, là thật giữa người bảo lãnh và người được bảo lãnh. Ví dụ như hồ sơ bảo lãnh cha mẹ và con ruột, anh chị em bảo lãnh lẫn nhau. Sở Di trú cần thêm bằng chứng để có thể xét chấp thuận cho hồ sơ. Thì Sở Di trú họ sẽ gửi thư yêu cầu bổ sung thêm các bằng chứng như là giấy tờ xưa, học bạ, sổ gia đình công giáo, đơn của người làm chứng. Và trong đó thì có xét nghiệm di truyền học DNA, hoặc thường gọi là ADN ở Việt Nam. Trong một số trường hợp thì Sở Di trú họ sẽ yêu cầu phải làm xét nghiệm DNA. Còn một số trường hợp, xét nghiệm DNA là lựa chọn của người bảo lãnh và người được bảo lãnh. Người bảo lãnh sẽ được lấy mẫu tại Mỹ. Còn người được bảo lãnh thì sẽ lấy mẫu tại Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin được cập nhật được thì ngày hôm nay, IOM là tổ chức di cư quốc tế có đợt phát thư hẹn lấy mẫu DNA. IOM phát thư lấy mẫu cho các hồ sơ đã chờ từ tháng 5, tháng 6, tháng 7 năm 2020. Ngày lấy mẫu xét nghiệm DNA sẽ là vào ngày thứ tư trong tháng ở lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thư hẹn lấy mẫu DNA sẽ được phát theo thứ tự thời gian mà các mẫu kit test được gửi về lãnh sự quán từ Mỹ. Hồ sơ nào đã chờ lâu thì sẽ được hẹn trước. IOM sẽ gửi thư qua bưu điện hoặc là gửi qua email nếu như chúng ta có yêu cầu. Để có thêm thông tin, cô chú và các anh chị có thể liên hệ với văn phòng IOM tại thành phố Hồ Chí Minh qua số điện thoại này. Khi có nhu cầu hỏi thăm về thư hẹn lấy mẫu DNA, thì cô chú và các anh chị vui lòng chuẩn bị trước các thông tin, họ và tên đầy đủ của người được bảo lãnh, và mã số tracking của bộ kit test DNA. Cái mã số tracking là sẽ có sau khi cô chú và các anh chị đóng tiền xét DNA ở bên Mỹ. Đây là một số hồ sơ đã nhận được thư hẹn lấy mẫu DNA vào ngày hôm nay. Đây là hồ sơ chờ từ tháng 5 năm 2020. Hồ sơ này chờ vào tháng 6 năm 2020 và hồ sơ này là tháng 7. Theo thông tin được cập nhật từ IOM, thì IOM hiện tại đang phát chủ yếu là các bộ kit của tháng 5 và tháng 6. Tháng 7 hiện tại cũng rất ít. Cho nên cô chú và các anh chị có hồ sơ nào trong khoảng tháng 5 và tháng 6, nếu như chúng ta chưa có thông tin về bộ kit test mà chúng ta đang chờ thì chúng ta nên liên hệ với IOM để chúng ta hỏi thông tin nha. Đây cũng là có hai hồ sơ nhận được thư hẹn lấy mẫu kit test ngày hôm nay. Hồ sơ này chờ từ tháng 6 và có lịch hẹn là vào ngày 17 là thứ tư tuần sau. Hồ sơ này cũng cùng ngày là ngày thứ tư. Đây là thư hẹn của IOM gửi ra ngày hôm nay. Trong thư hẹn này, IOM đã ghi rất rõ là 9 giờ 30 sáng ngày 17 tháng 3 năm 2021 đến Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, số 4 Lê Duẩn, quận Nhất, thành phố. Và ở trong đây thì IOM cũng có ghi rất rõ những cái thông tin như là lệ phí là $70 một người, các giấy tờ kèm theo mà chúng ta cần phải chuẩn bị. Và phần dưới này sẽ là lưu ý để cô chú và các anh chị chúng ta chuẩn bị cho buổi lấy mẫu DNA.
các giấy tờ mà cô chú và các anh chị cần phải mang theo khi đi xét nghiệm. Thứ nhất, lệ phí 70 đô la một người. Lệ phí này vừa mới tăng, trước đây chỉ có 60 đô la. Chú ý, lệ phí lấy mẫu DNA chỉ thu bằng đô la Mỹ tiền mặt. Thứ hai, mỗi người nộp 2 tấm hình thẻ, khổ 5 x 5 cm nền trắng, hình mới chụp trong vòng 1 tháng. Hình chụp thẳng và thấy rõ hai tay. Mỗi đương đơn hoặc cha, mẹ, người giám hộ phải viết tên chữ in hoa và ký tên phía sau mỗi tấm hình. Thứ ba, hộ chiếu còn hiệu lực. Bản chính và một bản photo hai mặt trên một trang giấy. Thứ tư, chứng minh nhân dân còn hiệu lực. Bản chính và một bản photo hai mặt trên một trang giấy. Nếu đơn đơn không xuất trình được đầy đủ giấy tờ được yêu cầu, tổng lãnh sự sẽ từ chối lấy mẫu xét nghiệm. Trong phần lưu ý của IOM cho buổi xét nghiệm, vui lòng đi đúng giờ và mang theo thư này. Nếu cả chứng minh nhân dân và hộ chiếu không có ngày tháng năm sinh đầy đủ, bao gồm cả tháng và ngày, xin vui lòng mang theo giấy tờ chính thức và một bản photocopy để có thể hiện đầy đủ cả ngày tháng năm sinh. Tốt nhất là nên mang theo bản gốc giấy khai sinh. Xin lưu ý rằng ngày tháng năm sinh trên giấy khai sinh phải trùng khớp với ngày tháng năm sinh trên hộ chiếu. Đối với trẻ em dưới 18 tuổi, phải có cha hoặc mẹ đi cùng. Nếu cha mẹ đang sống ở nước ngoài, bà con thân thuộc, cô, dì, chú, bác, anh chị em ruột trên 18 tuổi, có thể làm người giám hộ thay thế. Người giám hộ phải đem theo chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu bản chính và một bản photocopy khi đến nơi hẹn. Súc miệng sạch sẽ và không ăn uống hoặc hút thuốc lá một tiếng trước khi đến nơi hẹn, cho đến khi đương đơn hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm. Không sử dụng son môi trong ngày lấy hẹn. Vui lòng báo trước, nếu đương đơn không đến được, mọi trường hợp không đến và không báo trước ngày hẹn sẽ được xem như là vắng mặt. Nên khi cô chú và các anh chị nhận được thư hẹn lấy mẫu, cô chú và các anh chị nhớ đọc kỹ thư hẹn và chúng ta chuẩn bị đúng như những gì mà IOM căn dặn. Điệp hy vọng là các thông tin này hữu ích với cô chú và các anh chị. Điệp sẽ tiếp tục theo dõi lịch phát thư hẹn lấy mẫu DNA của IOM để cập nhật với cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.